Đây. Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bố mình. Thì hôm nay bố mình sẽ kiểm tra một đàn ong mà hôm trước bố mình bắt được từ trên cây mít về, xem nó đã đẻ chưa và đã ổn định đàn ong chưa. Đây chính là cái đàn này đấy. Đây là chính là đàn này. Hôm mặc dù hôm bây giờ nhá, nó có mấy mũi chúa ấy, mấy mũi chúa mà nó lở ra ấy. Mà mặc dù đàn này là không phải là đàn nhiều cầu đâu, có hai cầu thôi, xong này nó cũng chia. Ô không phải đàn bên cơ. À, xin lỗi các bạn nhé, bố mình nhầm đàn ong. Nhầm đàn. Đàn bên cơ, đàn có hai cầu thôi, nhưng nó cũng chia, nó chia ra xong bắt đầu mình cũng không muốn chia, mình lại nhập nó dồn nó vào. Để nó cũng rất là đông, nhìn này, quân nó trời rét này mà quân nó còn ra cả ngoài bắn ngăn này. Đấy, trời rét mà quân nó vẫn ra ngoài bắn ngăn như này, chứng là đàn rất đông. Hôm nọ nó lở ra hai chúa, nó cũng chia ra, chia ra thì lại bắt lại nhồi này như này. Sao bố không cho thêm một cầu nữa để cho nó đỡ đông? Thì không có cầu đấy này, thấy chưa? Đấy nó xây cả ấy mà chảy cả mật kia đúng không? Xây cả mèo đấy. Thế nhưng mà quan trọng cái là nếu mà nó đi tơ được đấy, nó không có chúa. Hôm nọ nó mới dồn lại bắt về lại đổ hết rồi đây. Ô, nhưng mà nó có đẻ không? Đang xem thấy đàn ong rỗng tích, chỉ có mặt thôi, đầy phấn đây rồi. Có nhộng không? Có trứng rồi. Có. Đầy trứng đây rồi, trứng kim đầy đây này. Thế là đây là chúa, đây chúa, đây chúa vừa chạy bên kia rồi. Chúa đàn hai cầu rất nhiều mật nhé. Mùa này rất nhiều đây mật. Chúa đây. Đó. Nó lại chạy ra đây này. Chúa, nhìn thấy chúa rồi. Như thế là cũng đã là thành công rồi. Cứ có chúa mà bắt đầu đẻ, con này mới bắt đầu đẻ thôi. Cho nên là chúa nó chưa được to lắm, nó mới đi tơ về chắc hôm qua hôm kia thôi. Thì bây giờ nó mới bắt đầu đẻ thôi. Đấy. Như vậy là cái đàn hôm nọ nó bay lên cây mít ấy, cái bắt ấy. Nếu như cái mùa hoa ấy, thì là tôi cũng chia ra thành hai đàn ấy. Thế như mùa này ấy, thì tôi bắt về tôi lại dồn nó vào đây luôn. Tôi bỏ một con chúa đi cho xuống đàn dưới kia đấy, xong rồi là tôi dồn lại vào đây. Đấy thì mùa này vẫn là mùa chưa phải là mùa hoa, cho nên là không nên chia đàn, tôi cũng không chia. Nhưng mà nó đang xây mèo, nếu mà có xây thêm cầu thì cho thêm cầu không? Có chứ, cái đàn này là tướng nó đẻ, khi tướng đẻ khỏe rồi nhá, thì cho thêm cầu thôi. Bây giờ từ giờ đến Tết là cái đàn lại lên 3-4 cầu đấy. Tướng bây giờ nó bắt đầu đẻ, chỉ mai mấy hôm nữa là tôi cho cầu. Nhưng mà nó xây mèo rồi ý, mà không cho cầu ấy, thì xong nó không đi lấy mật, nó cũng đẻ ít nữa. Tại vì nó đẻ hết nó ô rồi thì làm sao đẻ nữa. Bây giờ nó mới đẻ, thế mà mai ngày kia mới cho cầu. Đã gọi là bây giờ nó bắt đầu đẻ rồi. Nên xây mèo đây là xây mèo từ những hôm trước. Còn bây giờ thì cầu đang rỗng, cầu vừa xem nó rỗng, không có nhộng. Thì để mai ngày kia mấy hôm nữa là bắt đầu nó lên nhộng cái là nao cầu. Đây, cầu đã chuẩn bị cầu rồi, đã hàn chuẩn bị cầu, chưa cho vội vì nó giòn. Cái này nó động vào đã giòn vỡ rồi này. Mùa rét mới cả lạnh. Không phải, cứ vứt các cái đồ lên đây này. Nhà nó động vào nó là nó vỡ. Điều gì? Giả tạo mấy cái. Rồi. Đấy, chuẩn bị mấy nữa là mới cho xây, chứ không phải là cho xây ngay đâu. Xây thôi. Thế bây giờ bố đi đóng cầu ong nhá.
xây cầu ấy là nó phải đủ ngày đủ tháng đủ điều kiện thì nó mới xây, không phải lúc nào cũng xây được. Thôi bây giờ bố đi đóng cầu không? Không phải Các bạn đây xem video thì xem bố mình tí nữa tẹo nữa đi đóng cầu không? cầu cũ còn rất nhiều đây, đúng, còn cầu chuẩn bị đóng đây, xuống đây mình xem, Xuống xem luôn. xuống đây mình xem. Đang bảo là bố mình đóng rất nhiều cầu để cho ong nó chuẩn bị nó chia đàn nó xây cầu ấy. Cầu mới vừa đóng xong. Đây xà dọc, đây là xà ngang, xưởng xưởng đóng cầu ong của bố mình, xà dưới đấy, đấy là giới thiệu thế. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.
this. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life.